À, con xin giới thiệu con là Phụng Liên, sẽ phụ trách cái môn trường bộ kinh 46 tiết. Về cái phần mà chương trình giảng của con đó, thì con vẫn rất là muốn là chúng ta học tại lớp, học ở nhà rất ít và học ở trên lớp thì nhiều hơn. Trong cái đó là cái thứ nhất, là trong cái phần mà dạy của con là học tại chỗ là như vậy. Rồi trong mỗi một cái bài giảng như vậy, sau mỗi một bài giảng sẽ có là một câu hỏi để thi, một câu hỏi trong một bài giảng. Thì như vậy khi thi thì chúng ta có thể là đã nắm được những cái phần về chúng ta soạn những cái bài đó. Trong ví dụ như bữa nay là con giảng về cái bài hệ thống kinh điển của Phật giáo, trước khi là vào cái môn trường bộ kinh thì sẽ có một cái câu hỏi. Rồi sau cái đó là con giảng ví dụ như kinh Phạm Võng hay là kinh Sa Môn Quả, thì cũng mỗi một bài kinh như vậy sẽ có một câu hỏi. Và khi thi thì sẽ trích là ba câu hỏi trong số là ba bốn bài giảng gì đó để chúng ta sẽ trả lời. Và như vậy thì cái học của con là học tại lớp, chứ ít có về nhà, ít có về chùa để chúng ta học. Tại vì như vậy là con muốn biết là sự tiếp thu của chúng ta như thế nào. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học khái quát về cái vấn đề hệ thống kinh điển của Phật giáo. Sau đó thì chúng ta vào chuyên ngành của chúng ta là môn trường bộ kinh. Về trường bộ kinh mà đứng ở lĩnh vực triết học thì nó sẽ khác với trường bộ kinh đứng ở cái lĩnh vực giáo lý. Tại vì nếu ở lĩnh vực giáo lý thì đó là cái phương pháp tu tập. Nhưng mà nếu chúng ta triển khai trường bộ kinh ở cái lĩnh vực triết học thì nó mang nặng về tư tưởng. Mang nặng về tư tưởng rất là nhiều. Do đó là chúng ta sẽ học trường bộ kinh phân tích theo cái khía cạnh là triết học của Phật giáo. Về cái dàn bài thì tại vì đưa rồi cho nên là con xin ghi sơ cái bài 1 của chúng ta là hệ thống kinh điển Phật giáo. Trong cái bài này thì chúng ta sẽ phân tích hai lĩnh vực. Chúng ta sẽ phân tích về hai lĩnh vực. Cái lĩnh vực thứ nhất là về cái nguồn gốc của chữ kinh, và thứ hai là phân loại kinh điển Phật giáo. Cái phần 1, một la mã là chúng ta nghiên cứu về nguồn gốc chữ kinh. Và phần thứ hai là chúng ta sẽ nghiên cứu về, chúng ta sẽ phân loại kinh điển trong Phật giáo. Trong bài này chúng ta chỉ nhấn mạnh hai điểm. Về cái chữ kinh, trong cái phần thứ nhất là nguồn gốc chữ kinh, chúng ta sẽ nghiên cứu về ba lĩnh vực. Cái thứ nhất là định nghĩa kinh có nghĩa là gì. Cái thứ hai là chúng ta giải thích nghĩa chữ kinh trong Phật giáo. Và thứ ba là giá trị của chữ kinh theo Phật giáo. Như vậy thì chúng ta sẽ mổ xẻ ba vấn đề về định nghĩa chữ kinh. Cái thứ hai là chúng ta là giải thích cái nghĩa chữ kinh theo Phật giáo. Nghĩa chữ kinh. Và cái thứ ba là giá trị của kinh trong Phật giáo. Trong Phật giáo. Đó là cái phần mà chúng ta sẽ mổ xẻ trong hai tiết đầu. Hai tiết sau thì có thể là chúng ta sẽ qua phần thứ hai này luôn. Trong hai tiết đầu. Thì bây giờ chúng ta học ở đây là đến học năm thứ tư rồi, học kỳ 8, tức là chỉ còn không bao lâu nữa là chúng ta sẽ tốt nghiệp. Thì chắc chắn rằng chúng ta không thể nào mà không nói được một chút đỉnh thôi, một chút về cái nghĩa của chữ kinh như thế nào. Chắc chắn. Rồi bây giờ ai xung phong? Ở đây là chúng ta học với tính chất là huynh đệ với nhau, chúng ta trao đổi, đóng góp và chia sẻ cái kiến thức với nhau. Người có may mắn thì đi trước, như chúng con là đi trước. Mình ra là những gì mà biết thì sẽ cố gắng chia sẻ với huynh đệ. Cho nên chúng ta không có ngại ngùng gì, cứ đứng phát biểu và thấy rằng cần phải đóng góp thêm cái gì thì cứ đóng góp. Như vậy thì cái việc học của chúng ta nó sẽ đạt được kết quả rất là nhiều. Rồi bây giờ ai nói chữ kinh, định nghĩa chữ kinh? Muốn nói về chữ kinh thì chúng ta phải biết cái nguồn gốc nó xuất phát từ đâu, phải không? Chữ kinh này
là âm Hán Việt. Đây là âm Hán Việt xuất phát từ tiếng Pali là Sutta. Sutta, đây là Pali. Chữ kinh là âm Hán Việt ha. Xuất phát. Mô Phật, con cảm ơn thầy. Có thể ta phát ra để mình theo dõi. Dạ. Xuất phát từ cái tiếng Pali là Sutta và tiếng Phạn, tiếng Sanskrit là gì? Là Sutra. Đó. Chữ kinh này là âm Hán Việt. Xuất phát từ hai cái gốc. Nếu mà nói tiếng Pali thì nó là Sutta. Còn tiếng Sanskrit tức là tiếng Phạn đó thì là Sutra. Tức là chữ U mà có dấu quyền ở trên đầu thì chúng ta đọc hơi dài ra một chút xíu. Su. Su là tra. T-R. Sutra. Ở đây là chúng ta chọn là Pali hay là Sanskrit hay là cổ ngữ là tiếng Hoa. Tiếng Hoa có ai là học Pali không? Chọn Pali cổ ngữ. Này là rành cái này rồi phải không? Rành cái này rồi. À. Rồi. Su có nghĩa là gì? Cái này là chữ Sutta hay là Sutra, nó được kết hợp bởi hai âm. Sutta này hay là Sutra này được kết hợp bởi hai âm. Đó là ở xa quá có thấy không à? Dạ, bây giờ mình dồn lên. Ở trên này bàn còn nhiều quá, ở dưới dồn lên, dồn lên. Mấy thầy đừng có dồn qua đây, mấy thầy dồn lên đây thôi, dồn lên trên thôi. Dồn lên. Ở trên này còn nhiều lắm nè, thưa mấy thầy lên đây đi. Lên đây ngồi cho nó rộng. Ở đây là lớp trưởng là vị nào ạ? À? Chắc là đã có, mình đã có lớp trưởng rồi ha. Lớp trưởng là Tăng hay Ni à? Tăng hả? Dạ, đặng cho con biết có gì là liên hệ, liên lạc. Rồi lớp phó mình chắc cũng phải có Ni chứ. Hai lớp phó là ngồi bằng nhì đó ha. À đây hả? À với ai nữa? À, với thầy ngồi bằng thứ ba. Dạ, đặng có cái gì đặng cũng biết, cần cứ liên lạc. Ở trong này thì tuy là lớn tuổi lắm rồi, nhưng mà là cũng là người đi trước, cách đây là cũng đã tốt nghiệp ở đây là gần 30 năm. Năm 84 là học ở đây. À, thì bây giờ là nhiêu? Là 84 tốt nghiệp, năm 88 là cái khóa đầu tiên đó. À, thì lớn tuổi lắm như đàn chị. Nhưng mà trong này tại vì mình có tăng ni, có mấy thầy, thành ra là sẽ xưng hô là con. À, con hoặc là xưng trò. Nhưng mà thôi thì cái biểu truyền là xưng trò thôi, bây giờ xưng con chung cho cả lớp, cho nó hài hòa. À, tuy xưng hô như vậy nhưng mà vẫn là huynh đệ, thành ra cần trao đổi cái gì thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau, nó vẫn vui hơn. Rồi, bây giờ cái sự chữ Sutta này hay là Sutra này nó phát xuất từ hai âm. Hai âm ghép lại với nhau, đó là âm su và utta. Âm su và utta. Su có nghĩa là gì? Su có nghĩa là sự tốt đẹp. Tốt, đẹp, khéo. Đó là nghĩa là chữ su. Là tốt, là đẹp, khéo. Rồi utta có nghĩa là gì? Utta, ví dụ như bây giờ con đang làm utta nè, có nghĩa là gì? Utta có nghĩa là nói, là thuyết, là giảng, là trình bày. Đó là utta. Một người đang im lặng bật lên tiếng nói là utta. À, một người nói, đang nói nhưng mà nói thiện pháp là sutta. Đó, nó là như vậy. Tức là một lời nói tốt đẹp, một lời nói khéo, một lời nói mà nó đưa đến sự hoan hỷ, nó đưa đến cái gì kết quả tốt đẹp thì gọi là su hay là sutta. À, đây là nói, thuyết, nói, thuyết, thốt lên, một lời thốt lên, dần dần. Như vậy, chúng ta gộp lại và chúng ta có một định nghĩa chữ Sutta hay là chữ kinh. Kinh có nghĩa là một lời nói, một cái lời pháp được trình bày, được nói lên, khiến cho người ta hoan hỷ, khiến cho người ta hoan hỷ. Mà chữ Sutta này không phải là dành cho tất cả mọi người, không phải là dành cho tất cả mọi người, mà chữ Sutta này nó chỉ đặc biệt
dành cho những vị mà giáo chủ của một cái tổ chức thì mới gọi là sutta, mới gọi là kinh. Tiếng ra nghĩa âm Hán Việt của mình dịch ra là kinh. Thành ra không phải là ai cũng là khi mà nói lên là nói người đó đang nói kinh, đang nói pháp. Nhưng mà ngài vào thời của Đức Phật thì chỉ có những người được Đức Phật, hoặc là Đức Phật, hoặc là những người Đức Phật chỉ định, hoặc là những người trưởng một cái tôn giáo nào đó, người ta thuyết pháp, người ta trình bày, thì những cái lời pháp trình bày đó được nói là người ta đang thuyết kinh, người ta đang nói kinh. Như vậy thì chúng ta định nghĩa kinh là một danh từ chung dùng cho tất cả các tôn giáo. Kinh là một danh từ chung dùng cho tất cả các tôn giáo. Mục đích là để làm gì? Chúng ta thấy có hai mục đích mà theo cái định nghĩa mà cổ điển trong từ điển của Pali. Mục đích là ghi lại, mục đích là ghi lại những lời dạy hay sự hướng dẫn về phương pháp tu tập. Mục đích là ghi lại những lời dạy hay sự hướng dẫn về phương pháp tu tập của vị giáo chủ, tức là vị đứng đầu một cái tôn giáo nào đó, của vị giáo chủ, để tín đồ của tôn giáo đó nương theo tu học. Đó, để tín đồ của tôn giáo đó nương theo tu học. Mục đích thứ hai, chữ kinh này được dùng như thế nào? Mục đích thứ hai là kinh phản ảnh, hay là mục đích thứ hai là để phản ảnh, hay là kinh phản ảnh một đời sống văn hóa, một đời sống văn hóa, chính trị. Cái này mình luyện chữ viết luôn nha. Là nữa là đi thi là có chấm điểm chữ viết đó. Chữ đẹp, nó rõ. Trình bày nó cũng quan trọng lắm. À, tập viết đi. Cái những đoạn nào cần ghi chép thì ghi chép. Hồi đó khi mà học ở bên Ấn Độ, cái giai đoạn đó là cũng không có về cái mình du học sinh Việt Nam mình mà nghèo. Đất nước nghèo, thành ra đi qua bển mình không có những cái mà hiện đại giống như bây giờ. À, qua bển cho đến khi mà tiếp xúc giờ được với cái công nghệ thông tin vi tính rồi đó thì là chuẩn bị tốt nghiệp rồi. À, mà cũng không có biết gì nhiều. Suốt khoảng thời gian học bên đó là viết tay không, thành ra bây giờ viết rất là nhanh. À, cho cái luận án tiến sĩ mà khi tốt nghiệp xong là hơn một thùng A4 viết tay. Hơn một thùng A4. Đó. Thành ra là đôi khi mình viết tay, trong cái khoảng thời gian mà mình viết tay như vậy đó, mình sẽ nhớ rất là nhiều. Khi về Việt Nam rồi không có thời gian để cầm một cái quyển mà sách hay là một cái quyển gì đó đọc cho nó hết được, không có thời gian làm chuyện đó đâu. À, thành ra nhờ những cái kiến thức gì mà nghiên cứu rồi lấy nốt lại viết bằng tay đó. Thành ra là lấy cái đó ra để sử dụng trong suốt khoảng thời gian về Việt Nam. Chứ gần như là sau này mấy thầy cô mà đi làm việc, ra làm việc đi rồi sẽ biết không còn thời gian để mà cầm được để đọc một quyển sách. À, lý giống như là trong cái khoảng thời gian chúng ta học ở đây đâu. Khoảng thời gian chúng ta học đây là thật là đẹp vô cùng cho một đời sinh viên. Tại vì chúng ta được cầm sách tất cả mọi nơi, mọi chỗ. À, thoải mái đi vô thư viện. Nhưng mà sau này khi xong rồi chúng ta ra tiếp xúc với công việc, tiếp xúc với Phật sự rồi, chúng ta chỉ bỏ một quyển sách ở trong cái đải để yên tâm mà thôi. Chứ gần như không có bao giờ mà lấy ra đọc hết tới trang thứ hai. Nó sẽ là, cho nên là tranh thủ trong giai đoạn này mấy thầy cô ráng học. Ráng học, ráng tập ghi nhớ lại bằng sự lấy nốt. Mình luôn luôn có một cái tập, những cái gì hay, những cái câu Phật nói hay, mình ghi lại thì nữa một cái câu đó là một bài thuyết pháp của mình đó. Là một bài giảng của mình đó. Nó quan trọng lắm. Rồi, phản ảnh đời sống văn hóa, chính trị, xã hội trong giai đoạn hành đạo của tôn giáo mình. Trong giai đoạn hành đạo của tôn giáo mình. Tức là kinh đó, giống như trường bộ kinh chúng ta thấy, một lát rồi chúng ta sẽ học. Trường bộ kinh phản ảnh cái gì? Trường bộ kinh là phản ảnh một cái đời sống tôn giáo, chính trị, văn hóa, xã hội của một cái đất nước xã hội lúc bấy giờ. Đức Phật đang sống, đang hành đạo. Những cái sinh hoạt, những cái mà tư tưởng của những tôn giáo khác như thế nào, nó nằm hết ở trong trường bộ kinh. Rất là hay. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn nghiên cứu về triết học Phật giáo, nghiên cứu về con đường tu tập,
về cái giáo lý, về triết học Phật giáo thì chúng ta nghiên cứu về cái gì? Về Trung Bộ Kinh. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn nghiên cứu về cái quan điểm tư tưởng chính trị, tôn giáo, văn hóa, xã hội và cuộc đời của Đức Phật thì chúng ta nghiên cứu cái gì? Trường Bộ Kinh. Tại vì nó có, tuy là kinh vẫn là một, Trường Bộ là chỉ tập hợp những bài quá dài cho nên mới đưa vô thành gọi là Trường Bộ. Trung Bộ là những cái bài mà nó tương đối trung bình, nó không quá dài, không quá ngắn. Nhưng mà hình như là nó đã có một cái sự sắp xếp ở trong đó. Có sự sắp xếp có nghĩa là gì? Ví dụ như bây giờ muốn tìm về cái con đường tu tập, muốn tìm về cái pháp môn tu tập tứ niệm xứ hay là thiền, thì chúng ta, hoặc là tìm về cái lĩnh vực là Đức Phật và các vấn đề xã hội và phụ nữ, hay là Đức Phật và các vấn đề xã hội và tôn giáo, thì bây giờ chúng ta muốn tìm về cái triết học, cái trọng tâm tư tưởng giáo lý căn bản của Đạo Phật thì chúng ta đi vào Trung Bộ Kinh. Nhưng mà lệch một chút xíu ngang qua triết học về chính trị, tôn giáo, văn hóa, xã hội thì chúng ta qua Trường Bộ Kinh. Nó rất là dễ chứ chúng ta không thể nào ôm một lúc 5 cái quyển Nikaya mà ngồi lật từ trang, rất là khó. Là một lát con sẽ định hình cho mấy thầy cô về vấn đề này, thành ra nữa sau này nó rất là dễ. Tương ưng Bộ Kinh là nói về những cái vấn đề mà tu tập, những cái vấn đề tu tập, hoặc là Tăng Chi Bộ Kinh là nó tăng dần, là pháp số từ 1, 2, 3, 4. Đức Phật thuyết về một pháp, Đức Phật thuyết hai pháp. Thí dụ như bây giờ Bát Chánh Đạo là gì? Là 8. Mình đi vào Tăng Chi Bộ Kinh, mình lật cái chương 8 pháp ra là có Bát Chánh Đạo. Nó dễ như vậy. Thành ra là chúng ta phải nắm, dù chúng ta học cái gì cũng vậy, chúng ta cũng phải nắm cái căn bản, một cái số mà gọi là, mình gọi là cái mẹo đó, mẹo giặt đó. Nhưng mà nó không phải là như vậy, đó là cái thực tế. Ví dụ như còn Tiểu Bộ Kinh. Tiểu Bộ Kinh là những cái kinh quan trọng được tập hợp lại thành 15 tập, tạo thành một cái Tiểu Bộ Kinh. Trong đó là nói về tất cả những câu chuyện tiền thân, là mình phải vào Tiểu Bộ Kinh mình mới kiếm được. À, nói về chuyện tiền thân của Bồ Tát là mình phải vào đó. Nói về những cái bài kệ là như Pháp Cú thì mình phải vào Tiểu Bộ Kinh. Chứ không thể nào lật Trường Bộ, Trung Bộ, Tiểu Bộ, Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi mà có. Cho nên chúng ta phải nắm một số cái tiêu đề về cái ý nghĩa của mỗi kinh thì như vậy rất là dễ. Rồi, bây giờ chúng ta qua tới cái phần nghĩa chữ kinh trong Phật giáo. Nghĩa chữ kinh theo Phật giáo. Bây giờ, kinh theo Phật giáo thì tới giai đoạn này là có bao nhiêu nghĩa? Đã học lên tới năm thứ 4 rồi. Học kỳ 8 rồi, phát biểu đi. Mạnh dạn lên. Mạnh dạn lên phát biểu. Dù đúng dù sai thì là cái tinh thần mà xung phong là rất là hay. Rồi, kinh có bao nhiêu nghĩa? Chúng ta thường học, đây là học từ cái cơ bản, rồi học từ trung cấp, và lên học viện thì chắc chắn rằng 2 năm đại cương chúng ta đã có ôm lại, phải không? Kinh có bao nhiêu nghĩa? Theo Phật giáo, mình không có nói theo cái, bây giờ là mình đi bắt đầu đi vào trong cái chuyên môn của mình. Mình bắt đầu đi vào. Thì bây giờ qua tới phần thứ hai, nghĩa chữ kinh theo Phật giáo. Rồi bây giờ nghĩa chữ kinh, nghĩa chữ kinh theo Phật giáo có bao nhiêu nghĩa? Kinh, ai nói ba? Rồi đứng dậy đi, đứng dậy chúng ta nói. À, có từ. Rồi, kinh có ba nghĩa. Nghĩa thứ nhất là thường. Thường ở đây có nghĩa là gì? Thường ở đây có nghĩa là gì? Nghĩa thứ nhất là thường. Nghĩa thứ hai là tuyến. Nghĩa thứ ba là khế. Thường ở đây nói cho đủ là thường pháp. Nói cho đủ là thường pháp chứ không phải là bình thường. À, hay là thường còn mà là thường. Thường pháp. Chúng ta hay nghe nói chữ thường pháp. Mà ở trong rải rác, ở trong các kinh điển của Nikaya, thậm chí trong các kinh điển của hệ Agama, tức là hệ A Hàm, dùng một cái từ khác để thay thế, để giải thích cho cái nghĩa thường pháp đó là từ gì? Mà nó cũng đồng nghĩa. Đồng nghĩa chữ này. Trong hệ A Hàm, nếu mà chúng ta chưa tiếp xúc nhiều với hệ Nikaya thì chúng ta sẽ tiếp xúc với hệ A Hàm thì chúng ta sẽ thấy có một cái từ nó tương đương với cái thường pháp này. Nó rất là quan trọng và chúng ta thường hay sử dụng rất là nhiều, gần hầu hết là chúng ta đều dùng hai cái chữ đó.
Đó là gì? Thượng pháp này chính là chân lý. Chân lý nghĩa là cái pháp thường còn không thay đổi. Dù vạn vật, thế giới và cuộc đời này có thay đổi, nhưng mà lại là chân lý thì không bao giờ thay đổi. Tại vì chân lý là nó là sự thật. Mà sự thật thì dù là thời gian, không gian nó thay đổi, nhưng mà sự thật không thay đổi. Ví dụ như cái gì không thay đổi? Đức Phật nói về khổ là không thay đổi. Nó là sự thật. Sự thật. Tại vì sao? Khổ nó bị chi phối bởi vô thường. Khổ nó bị chi phối. Ví dụ như vũ trụ thì có thành trụ hoại không? Nó cũng là thay đổi. Rồi con người thì nó cũng là thay đổi bởi vì sanh, lão, bệnh, tử. Cho nên là Đức Phật nói về khổ, khổ là chân lý. Tại vì dù là chúng ta có mặt hay không có mặt, thì cái khổ nó vẫn là ở đó. Khi chúng ta có mặt thì chúng ta sẽ bị chi phối bởi khổ. Khi chúng ta không có mặt thì cái khổ nó vẫn ở đó. Chứ không phải vì con người này không có mặt mà cái khổ nó mất đi. Cái khổ là chân lý, ví dụ vậy. Rồi thường ở đây có nghĩa là thường pháp, mà một cái tên gọi khác thì gọi là chân lý. Chân lý có nghĩa là sự thật. Sự thật mà đã nói là sự thật thì không thay đổi theo thời gian và không gian. Đó là thí dụ như là tứ diệu đế. Mình thí dụ một cái thôi. Tứ diệu đế. Tứ diệu đế là chân lý. Tứ đế đó là chân lý. Tại vì khổ mình phải thấy. Đức Phật nói khổ mà chúng ta không thấy, chúng ta không biết, chúng ta không hiểu cuộc đời này là khổ, mà chúng ta cho rằng cuộc đời này là hạnh phúc, thì cái đó Đức Phật nói là tương đồng với người không có trí. Người trí tức là người biết, biết một cách thẩm thấu, biết một cách đúng để chúng ta có thái độ. Và chúng ta cũng biết rằng nguyên nhân tại sao chúng ta khổ. Cái chân lý thứ hai, tức là sự thật thứ hai là cái gì sanh thành người? Cái gì sanh thành người? Chính là ái dục. Ái dục khiến cho ta sanh thành người. Như vậy là chân lý thứ hai chính là ái dục. Ái dục không có nghĩa là cái mà đối tượng này nó khiến cho mình là nó là nguy hiểm, nó khiến cho mình là chao đảo. Nhưng mà chính cái tâm ái dục của mỗi người chúng ta, nó nhìn vật nó khác nhau. Một người mà với cái tâm mà có chánh niệm thì nhìn cái sự việc này, cái vật này là cái bình thường. Nhưng mà một người không có tâm chánh niệm thì nhìn cái này là khởi lên cái thương, cái thích, cái ghét, cái không thích. Như vậy ái dục đây chính là cái ái dục của một cái tâm không chánh niệm, chứ không phải là vật mà nó làm cho mình, nó là cái thu hút, nó làm cho mình chao đảo. Không phải tâm mình chao đảo là do tâm không chánh niệm, tâm ái dục chạy theo cái thích, cái muốn. Bởi vậy Đức Phật mới hỏi một vị vua, khi mà Đức Phật đi trở về từ thành Ca Tỳ La Vệ, sau khi Đức Phật ngăn cản vua, cái đoàn quân của vua gì? Vua Lưu Ly. Đức Phật ngăn cản không được, và Đức Phật chấp nhận rằng đó là cái ngày cuối cùng. Đó là Đức Phật chứng kiến cảnh toàn bộ những người thân, những người thích tử bị tàn sát. Cái giai đoạn mà đó là 3 tháng sau Đức Phật nhập Niết Bàn đó. Tức là 2 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì chúng ta thấy rằng khi Đức Phật trở về thành đất nước Kosala và ở trong cái kỳ viên tịnh xá, thì có một vị vua cũng đến gặp Đức Phật. Vị vua này mới đến đảnh lễ Đức Phật thì mới hỏi rằng là có những con đã theo thiện pháp, con đã là người quy y và con biết làm thiện, và con biết cái sự thiện này nó sẽ đưa đến những cái cảnh giới tái sanh thiện lành tương ứng với cái việc làm thiện và cái phước báo mà con đã làm. Nhưng mà có những lúc con khởi lên những cái sự lo lắng, những cái sự giật mình, những cái bất an trong tâm. Nhiều khi con không biết rằng là cuối cuộc đời con có được bình an hay không, và khi đi qua một cảnh giới khác con có được an vui hay không. Thì con có những cái sự lo lắng đó. Thì Đức Phật mới hỏi vua một bài kệ gồm 5 câu. Một bài kệ gồm 5 câu này là nó bao trùm tất cả một cái tiến trình từ một con người có mặt trên cuộc đời này. Lý do tại sao người này có mặt trên cuộc đời này, và người này khi mà người này sống trên cuộc đời này, trong cái lúc mà thức
tái sanh nó diễn tiến á. Cái ý thức nó đang hoạt động, chúng ta đang sống ở đây là sống với cái ý thức. Còn thức tái sanh tức là nó đã xong rồi, thì bây giờ cái thức chúng ta đang sống ở đây là ý thức. Thì cho đến cuối cuộc đời thì gọi là tử tâm. Nha, khi đi qua một cái khác thì cũng cái thức đó, nhưng mà tên khác gọi là tử tâm. Và khi mà tử tâm kết thúc thì nghiệp thức nó phát sanh. Khi nghiệp thức nó phát sanh, nó dẫn người này đi tái sanh, thì trở lại gọi là thức tái sanh. Dần dần nó đi theo một cái dòng đó như vậy. À, chúng ta học rồi, thành ra là mình không phân tích cái này. Thì khi đó là Đức Phật mới nói rằng một bài kệ hỏi vua năm câu này. Đây là cả một cái tiến trình của một sự tái sanh của một người, diễn tiến cái cuộc sống của người đó trên cuộc đời này. Và khi chết, khi lâm chung, khi mất đi thì nó cũng nó diễn tiến như thế nào, và khi tái sanh là tái sanh về đâu, thì tất cả trong một cái bài kệ năm câu là Đức Phật hỏi. Cái gì sanh thành người? Đức Phật vừa trả lời vòng vòng chỗ này chỗ kia, thì Đức Phật mới nói là ái dục sanh thành người. Chính cái tâm dính mắc á, nó khiến mình trở lại đây. Rồi cái gì luôn dông rủi? Là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cái gì luôn dông rủi? Chính tâm luôn dông rủi. Đó, chính tâm luôn dông rủi. Rồi dông rủi nó dông rủi như thế nào? Nó làm gì? Thì cái gì người nương tựa? Là chính nghiệp người nương tựa. Đó, nghĩa là trong cuộc sống chúng ta, tâm, nghiệp, rồi còn một yếu tố nữa. Rồi cái gì vật báo người? Cái gì vật báo người? Chúng ta sống ở đây, chúng ta phải biết nghiệp. Nhưng mà nghiệp này, chúng ta biết đây nghiệp thiện, đây nghiệp bất thiện. Nhưng mà có những lúc ta làm những nghiệp bất thiện mà ta không kềm chế được. Cho nên ta phải lấy vật báo ra để ta mới giải quyết được cái vấn đề mà cái tâm ta nó chạy theo cái cảnh trần. Cái gì vật báo người? Trí tuệ vật báo người. Trí tuệ vật báo người. Cái gì cướp? Và câu hỏi thứ tư, câu hỏi thứ năm là câu hỏi cuối cùng để đi tái sanh đó. Ăn vui hay không? Cái gì cướp không đoạt? Chính là cướp và ăn cướp á, người ăn cắp á. Cái gì cướp không đoạt? Chính là công đức cướp không đoạt. Đó, công đức tức là cái chân đế thứ tư, là con đường tu tập. Đó. Như vậy thì chúng ta thấy tứ diệu đế là sự thật. Trong một cái bài kệ năm câu mà chúng ta đã thấy là nó bao hết tất cả một đời người. Từ khi sanh ra, trưởng thành, mất đi, rồi tái sanh hay không tái sanh, nó nằm ở trong đó cũng giống như vậy. Nếu mà chúng ta biết được cái tứ đế, bốn cái sự thật cao thượng này, diệu là cao thượng, bốn sự thật cao thượng này, chúng ta chọn cho mình một cái thái độ sống, một cái con đường để chúng ta đi, và một cái quan điểm để chúng ta sống trên cuộc đời này, thì khi ngài nhắm mắt thì còn lo chi nữa, phải không? Khối âm công tích chứa từ xưa. Còn nếu mà chúng ta không biết được đâu là sự thật, đâu là cái mà chúng ta cần nắm bắt, và đâu là cái chúng ta cần phải buông, à, cái mà nó vô thường mà chúng ta nắm, à, cái mà sự thật thì chúng ta lại buông. Như vậy thì khi nhắm mắt chúng ta rất là lo. Tại vì lo là vì sao? Tái sanh nó sẽ còn tiếp diễn đối với một đời người. Rồi, như vậy thì chúng ta thấy rằng cái nghĩa thứ nhất của chữ kinh là thường. Cái nghĩa thứ hai của chữ kinh nó có nghĩa là tuyến. Tuyến có nghĩa là gì? Tuyến có nghĩa là gì? Tuyến có nghĩa là sự sâu kết, sự đan xen lại với nhau thì gọi là tuyến. Sự sâu kết, sự đan xen. Đan xen, ví dụ như sự sâu kết, sự đan xen như thế này gọi là tuyến. Sự sâu kết, sự đan xen. Em, những lời dạy của Đức Phật được sâu kết, được đan xen, tạo thành một hệ thống xuyên suốt. Tạo thành một hệ thống, mặc dù là sâu kết đan xen nhưng mà không bị rối. Nó không bị rối mà nó tạo thành một hệ thống xuyên suốt. Cho nên chúng ta thấy tại sao Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo phát triển vẫn có thể tồn tại song song ở đất nước Ấn Độ. Ở đây con xin mở ngoặc ra một chút xíu. Phật giáo phát triển mà sau này chúng ta gọi là Phật giáo Đại Thừa, thì chúng ta có Phật giáo Đại Thừa khác nhau. Chứ không có phải là nói Phật giáo Đại Thừa là chúng ta nói là Phật giáo Trung Hoa là Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Trung Hoa là một trong những Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo phát triển,
phát triển lên từ Phật giáo Nguyên Thủy, sau này đổi tên thành Phật giáo Đại Thừa là Phật giáo Ấn Độ. Rồi cái tư tưởng Phật giáo đó mới đem qua Trung Hoa, mới đem qua Việt Nam, hay là mới đem qua Hàn Quốc, thì có Phật giáo Đại Thừa Trung Hoa, có Phật giáo Đại Thừa Hàn Quốc, có Phật giáo Đại Thừa Việt Nam, dần dần. Thì ngay sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, một thời gian ngắn là Phật giáo Đại Thừa đã xuất hiện ở trên đất nước Ấn Độ. Rồi từ đó là mới đi theo con đường tơ lụa, mới đi theo con đường biển để đi sang các nước khác. Cho nên chúng ta thấy rằng, ý là các ngài, các vị tổ muốn nói ở đây là nói là cái sự đan xen về các tư tưởng sâu kết lại với nhau, tạo thành một hệ thống logic, không có bị rối, là muốn nói là từ cái tư tưởng nguyên thủy, tức là tư tưởng căn bản của Đức Phật, mà phát triển lên thành tư tưởng Đại Thừa ở Ấn Độ. Mà cụ thể là trường đại học nào? Trường đại học Na Lăng Đà là một cái điển hình đó. Thì chúng ta thấy là Agama cũng là một cái tư tưởng đứng giữa, cái tư tưởng đứng giữa giữa cái Pali và cái Sanskrit. Nhưng mà Agama A Hàm thì sau này là mới đưa qua bên phát triển, mới đưa qua bên Đại Thừa. Nhưng mà thật sự Agama A Hàm nó là phát xuất từ Phật giáo Nguyên Thủy, được viết bằng tiếng Sanskrit, được viết bằng tiếng Phạn. Nhiều, rất là nhiều kinh điển, chứ không phải riêng cái bộ này. Nhưng mà bây giờ chỉ còn sót lại duy nhất một bộ bằng tiếng Phạn mà thôi. Bằng tiếng Pali thì vẫn còn tồn tại đầy đủ, nguyên dạng. Nhưng mà tiếng Phạn thì chỉ còn có 4 tập A Hàm. Thì tạo thành một hệ thống xuyên suốt mạch lạc như một sợi len, như một sợi len được dệt ngang, dệt dọc để tạo thành một tấm vải nhưng không rối. Xuyên suốt mạch lạc như một sợi len, như một sợi len được dệt ngang, được dệt ngang rồi dệt dọc. Sợi len đó người ta dệt giống như là mà chư ni chúng ta mà biết đan vậy đó. Đan đâu có bị rối, đâu có bị bời gì đâu, tại vì chúng ta biết là cái mấu chốt nó như thế nào, cái sự tiếp diễn của cái đường lên, sự tiếp diễn của đường ngang nó như thế nào. Như một sợi len được dệt ngang, dệt dọc để tạo thành một tấm vải, một tấm vải mà không rối, không mâu thuẫn. Đó, chữ tuyến có nghĩa là như vậy. Mà không rối. Giáo lý của Đạo Phật không có gì mâu thuẫn. Chúng ta thấy rằng hồi vào thời của Đức Phật, ngay trong trường Đại học Na Lăng Đà tồn tại song song hai cái nền giáo lý nguyên thủy và phát triển, không có sự mâu thuẫn, không có cái sự đả kích, không có cái sự mà nó gián đoạn giữa cái tư tưởng. Từ cái nguyên thủy mà phát triển lên thành cái quan điểm phát triển là không có một cái sự dừng nghỉ để chúng ta châu mài suy nghĩ một chút xíu. Nhưng mà bây giờ do cái hoàn cảnh địa lý, do cái sự phát triển, cho nên về quan điểm, về tư tưởng và về cái tâm người, cho nên chúng ta thấy có sự khác biệt giữa hai cái nền giáo lý nguyên thủy và phát triển mà ta gọi là Đại Thừa. Nhưng mà thật sự không có. Không có sự, nếu mà mấy thầy cô mà chúng ta đi du học, chúng ta sẽ thấy được vấn đề này. Rất là hay, rất là logic. Từ Nikaya mà phát triển lên các cái quan điểm của Phật giáo phát triển mà mình gọi là Đại Thừa. Rất là ổn định, rất là ổn thỏa. Nhưng mà sau này chúng ta không hiểu lý do tại sao mà lại có sự phân chia là Đại Thừa với Tiểu Thừa. Chữ Tiểu Thừa đây không có phải chỉ cho Phật giáo Nguyên Thủy. Chữ Tiểu Thừa đây là có một cái tổ chức hệ phái gọi là Tiểu Thừa Phật Giáo. Nhưng mà cái đó không phải là của Ấn Độ. Cái đó không phải là của Nguyên Thủy hay là phát triển, mà cái đó là của Tích Lan. Cái Phật giáo Tiểu Thừa ở bên Tích Lan. Nhưng mà chỉ tồn tại một thời gian rất ngắn vì không có cái gì nổi bật hết. Về quan điểm tư tưởng, về giáo lý là in khuôn Phật giáo Nguyên Thủy, Theravada. Cho nên là chỉ phát triển một thời gian rất ngắn rồi mất đi. Thì cái chữ Tiểu Thừa đó không biết tại sao sau này chúng ta lại lấy áp đặt lên
cho Phật giáo Nguyên Thủy, cho các vị mà cái trưởng lão bộ đó, hay là còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy đó, Theravada đó, thì cái đó là một cái sự sai lầm rất lớn, đã được chỉnh sửa vào năm 1961, chỉnh sửa, nhưng mà đã trải qua mấy thế kỷ là có sự mâu thuẫn rất lớn giữa các cái gì, giữa hai cái hệ phái, hai cái trường phái lớn này. Thì tới năm 61, tức là thế kỷ thứ 19, chúng ta mới chỉnh sửa, nhưng mà dẫu sao thì vẫn tốt hơn. Và bây giờ thì gần như trên thế giới người ta không dùng, người ta chỉ dùng Phật giáo là Nguyên Thủy và Phật giáo Phát Triển. Ngay cả người ta tránh dùng cái chữ Phật giáo Đại Thừa luôn. Rồi bây giờ cái nghĩa thứ ba là cái nghĩa khế. Thường tuyến khế. Khế có nghĩa là gì? Khế có nghĩa là khế hợp. Nó đủ là khế hợp. Khế mà nói đủ là khế hợp. Chữ hợp này có bao nhiêu nghĩa? Chữ hợp này có bao nhiêu nghĩa? Mình đã nói được khế hợp thì mình phải biết chữ hợp này có bao nhiêu nghĩa. Chữ hợp này có 4 nghĩa. Như vậy là khế chữ hợp gì? Hợp thời. Phải không? Hợp thời tức là thời gian đó. Khi mà một bài pháp được nói ra mà không phù hợp với thời gian thì bài pháp đó không có giá trị. Và Đức Phật không bao giờ thuyết pháp mà khi thấy cái thời gian không phù hợp. Cụ thể như cái câu chuyện gì? Cụ thể như rất là nhiều, nhưng mà cái câu chuyện mà nổi nhất mà đa phần chúng ta đều biết cái câu chuyện. Đức Phật không bao giờ thuyết pháp mà không có phù hợp với thời gian. Và thậm chí Đức Phật làm việc cũng không có phù hợp thời gian, Đức Phật cũng không làm. Cái câu chuyện của người nông dân mà đói đó. Câu chuyện của anh chàng nông dân là anh chàng nông dân này làm việc rất là cật lực. Nhưng mà biết rằng bữa nay Đức Phật đến gần cái chỗ mình làm việc, là Đức Phật sau khi độ cơm xong sẽ thuyết pháp. Với tăng chúng, anh chàng này rất là háo hức, là muốn biết Đức Phật là ai, muốn chiêm ngưỡng dung nhan của Đức Phật và muốn đảnh lễ Đức Phật cùng các thánh tăng. Tại vì nghe nói trong đó là có Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên. Tức là những cái cao tăng mà đi ngang qua đó sẽ dừng lại ở dưới cái gốc cây chỗ đó để mà dùng cơm. Anh chàng này cố gắng là cài bừa cho nó xong. Cài bừa cho nó xong, không ăn uống gì hết, từ khuya cho đến sáng. Và khi mà thấy rằng đã gần tới giờ cơm, Đức Phật gần đổ cơm xong rồi, cho nên buông các cây cài chạy băng đồng giữa suối chạy để mà được gặp Đức Phật thôi. Thì khi chạy như vậy, khi đến là thấy là Đức Phật đã dùng cơm xong và chuẩn bị thuyết pháp. Nhưng mà thật sự thì tất cả rất là đông, người ta rất là đông, chư tăng cũng rất là đông, nhưng mà Đức Phật cứ ngồi im lặng hoài, Đức Phật không chịu thuyết pháp. Rồi Ngài Xá Lợi Phất mới dục Đức Phật, mới nói là bạch Đức Thế Tôn, bạch Như Lai, chúng đã sẵn sàng nghe pháp. Thì Đức Phật mới nói sao? Chờ thêm một chút nữa. Chúng ta hãy chờ thêm một chút. Tại vì chờ cái anh nông dân đó đó. Chờ thì cái anh nông dân đó anh đến kịp, nhưng mà tim anh đập rất là mạnh, anh rất là mệt và bắt đầu anh thấm đói. Thấm đói rồi. Thì Đức Phật mới nói nhiều người đến dục là bạch Đức Thế Tôn, tất cả mọi người đã sẵn sàng lắng nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Thì Đức Phật mới nói là chờ thêm một chút. Đức Phật mới nói chờ thêm một chút. Cho đến lần thứ ba thì Đức Phật mới nói, mới bảo Ngài Xá Lợi Phất là hãy đem cơm. Tại vì khi mà dùng á, Đức Phật kêu là chư tăng hãy chừa lại một phần, mà không ai biết là chừa lại một phần để làm gì. Không ai biết chừa lại một phần để làm gì. Thì lúc đó Đức Phật mới hỏi Ngài Xá Lợi Phất là cái phần mà Như Lai dặn chừa lại á, là đem cho một thanh niên mới vừa đến. Tại vì sao mà Đức Phật lại ưu ái cái vị thanh niên này? Tại vì sao? Chúng ta nhớ câu chuyện này không? Tại vì sao Đức Phật ưu ái? Tại vì Đức Phật biết rằng ngay sau cái thời pháp đó, vị thanh niên này nhập vào dòng thánh. Ngay Đức Phật biết rất là rõ luôn. Cho nên là Đức Phật chờ đợi cái vị này. Và Đức Phật không bao giờ thuyết pháp khi vị thanh niên này đói. Tại vì khi thuyết pháp mà người ta đói, người ta sẽ không tập trung nghe. Khi thuyết pháp mà người ta mệt, người ta cũng không tập trung nghe. Tại ta mở, ta lo thở à. Cho nên phải để cho thật là bình tĩnh, phải ăn cho no rồi mới thuyết pháp. Sau đó thì Ngài Xá Lợi Phất mới bưng cái phần
mà Đức Phật dặn là phải chừa lại đó. Ngài Xá Lợi Phất mới hiểu tại sao mà Đức Phật kêu chừa lại một phần ăn, đem cho vị thanh niên đó ăn xong rồi cho nước uống. Thì lúc đó Đức Phật bắt đầu thuyết pháp. Đức Phật bắt đầu thuyết pháp. Và ngay sau thời pháp đó, vị thanh niên này nhập vào dòng thánh dự lưu quả luôn. Dự lưu thắng luôn. À, không có một cái giai đoạn hướng nữa, mà hướng rất là cận kề với quả luôn. Còn chúng ta là trong cái quá trình mà chúng ta tu tập, chúng ta thực hành như thế này gọi là hướng. Thì từ cái hướng mà nó nhọt qua quả. Nhưng mà cái vị thanh niên này lần đầu tiên chưa từng nghe pháp, lần đầu tiên chưa từng biết Đức Phật. Thành ra ngay cái lúc mà Đức Phật thuyết pháp là đang hướng, và sau thời thuyết pháp là quả luôn. Đó chúng ta thấy. Thành ra là rất là quan trọng cái khế thời này. Cái câu chuyện thứ hai là cái câu chuyện gì? Câu chuyện Ngài Ananda xin Đức Phật cho bà Di Mẫu xuất gia. Bà Di Mẫu xuất gia, Đức Phật không bao giờ mở miệng nói là không được. Không có một cái câu nào trong Nikaya mà Đức Phật nói là không được đâu Ananda. Đức Phật không bao giờ mà nói như vậy. Thành ra chúng ta khi nghiên cứu, bây giờ chúng ta đã là những nhà nghiên cứu rồi, xong cái cử nhân này, chúng ta tiếp tục học lên thạc sĩ ở tại đây, hay là chúng ta đi nước ngoài để học, thì bắt đầu là sau cái này là những nhà nghiên cứu, viết lách bài tham luận cũng gọi là nhà nghiên cứu. Thì khi mà chúng ta muốn nói một cái gì, chúng ta muốn dẫn chứng một cái gì, thì nó phải có một cái logic và phải có cụ thể. Thì đa phần chúng ta cho rằng Đức Phật có sự phân biệt giữa người nữ. Đức Phật không bao giờ muốn cho người nữ xuất gia. Nhưng mà chúng ta hãy tìm đi, có một câu nào trong một cái trang nào Đức Phật nói không được đâu A Nan, không có một cái trang nào hết, và cũng không có một câu nào. Nhưng mà có rất nhiều trang trong cái chương 8 pháp á, là của Tăng Chi Bộ Kinh á, rất nhiều trang. Cái chương đó là chương 8 pháp, có một phần là để là Gotama. Bà Gotama tức là tập hợp những cái câu chuyện của mà gia đình của bà Gotama ở trong đó. Thì Đức Phật mới nói rằng, này Ananda, chưa phải thời đâu con. Chưa phải thời chứ Đức Phật đâu có nói là không được. Chưa phải thời là tại sao? Là tại vì lúc đó là chưa thuận lòng dân. Lúc đó là chưa người Ấn Độ, người ta không chấp nhận cho người nữ đi xuất gia. Người ta không chấp nhận cho người nữ được tự do thoải mái để có một cái suy nghĩ riêng của mình. Mà người nữ lúc nào cũng bị áp đặt, là cái suy, ngay cả trong suy nghĩ của người nữ phải là suy nghĩ trong gia đình, bị trói buộc bởi người chồng, bị trói buộc bởi người con. Ngay cả cái thân bị trói buộc, mà cái tâm người nữ cũng phải bị trói buộc với những công việc của gia đình, với người chồng, với người con. Họ không được quyền có một cái suy nghĩ độc lập, họ không được quyền có một cái đời sống độc lập. Và thậm chí có những nơi mà chúng ta thấy họ so sánh cái vai trò, cái vị trí của người nữ sau một cái con vật, tức là sau con chó. Tại vì ưu tiên là con chó rồi mới tới người nữ. Nó chúng ta thấy ở bên đó là người ta trọng nam khinh nữ, và người nữ chỉ có việc là sống lệ thuộc. Khi mà hồi còn nhỏ thì sống lệ thuộc cha mẹ, khi lớn lên sống lệ thuộc chồng, khi chồng mất thì sống lệ thuộc con. Chứ không có được sống độc lập, không có được một cái quan điểm riêng, một cái đời sống riêng. Cho nên là lúc đó xã hội Ấn Độ không chấp nhận cho bà Di Mẫu xuất gia. Thì Đức Phật, Ngài Ananda xin cỡ nào thì Đức Phật nói chưa phải thời đâu con. Đến khi mà bà Di Mẫu còn nhiều cái lý do, tới 3 cái lý do chứ không phải là chỉ một cái lý do, là về cái xã hội Ấn Độ. Lý do thứ hai là gì? Lý do thứ hai là gì? Lý do thứ hai là bà Di Mẫu là mẹ của thiên hạ. Trên vua thì bà chỉ đảnh lễ vua thôi, bà không biết đảnh lễ ai hết. Gần như người phụ nữ đó là không biết đảnh lễ ai hết, chỉ biết đảnh lễ vua thôi. Cho nên là khi mà bà đi vào trong tăng đoàn, bà có chấp nhận rằng đảnh lễ chư tăng hay không? Bà có chấp nhận hạ mình để mà đảnh lễ chào một cái vị xuất gia khác đồng tu với mình hay không? Bà có chấp nhận hay không? Vấn đề đó là cần phải kiểm tra lại. Tại vì một người mà dương giả nó xuất gia thì người ta sẽ có một cái quan điểm, đem từ cái quan điểm đời đi vào đạo. Tôi thuộc giai cấp cao, tại sao tôi phải đảnh lễ? Tôi thuộc nhà quý phái, tại sao tôi phải làm những cái chuyện của những người bình dân, vân vân. Thành ra Đức Phật muốn biết rằng trong cái con người này thật sự
đã diệt trừ đi cái bản ngã hay chưa? À, và cái thứ ba, cái lý do thứ ba là Đức Phật muốn biết rằng thật sự Bà Di Mẫu này đi xuất gia vì cái ái hay là vì sự giác ngộ? Cái ái có nghĩa là sao? Vua Tịnh Phạn mới mất, thành ra bà buồn. Bà buồn bà đi xuất gia. Hay là bà giác ngộ cuộc đời là vô thường, là khổ, bà đi xuất gia. Cho nên đến khi mà hai cái yếu tố là bà không phải vì bản ngã mà xuất gia, vào xuất gia bà chấp nhận tất cả những cái yêu cầu của tăng đoàn của Đức Phật, và bà xuất gia vì sự giác ngộ. Nhưng mà còn cái yếu tố quần chúng chưa đồng ý. Cho đến khi mà bà trải, bà đi một cái đoạn đường rất là xa, cả ngàn cây số, trên đầu thì cháy bỏng, tại vì không, bà tự cạo tóc mà, đen đúa, mồ hôi mồ kê, rồi nước mưa rồi nắng, nó làm cho tiều tụy, rồi ở dưới chân thì mà nó nứt nở hết. Cho nên dân người ta mới chê trách Đức Phật, người ta mới chê trách người con bất hiếu. Thì ngay lúc đó Đức Phật mới kêu ngài Ananda lại dạy. Đức Phật dạy sao? Này Ananda, đã đến thời cho Di Mẫu xuất gia. Tại vì dân người ta đến ùng ùng, Bà La Môn người ta đến ùng ùng, người ta nói là tại sao bất hiếu như vậy, tu hành gì mà đến mẹ mình mà làm khổ như vậy. Thì lúc đó Đức Phật cho xuất gia, không ai dám nói một câu nào hết. Thì chúng ta thấy cái chữ khế này nó vô cùng quan trọng. Rồi cái thứ hai là khế gì? Khế xứ là nơi. Khế thời ha, là thời gian. Xứ là nơi, nơi chốn. Không phải bất cứ nơi nào ta có thể thuyết pháp được. Nhà ở trong luật thì chúng ta biết rồi, luật tỳ kheo ở đây là tỳ kheo hết chứ gì ha. Đó. Thì chúng ta biết là khi nào chúng ta cần phải thuyết pháp, nhà thuyết pháp ở những chỗ nào nó mới phù hợp. Tại vì pháp Phật nó không giống như là một cái bài pháp bình thường, một cái câu chuyện bình thường để chúng ta kể ta nói. Pháp Phật là pháp mà đưa con người hướng thượng, đưa một cái con người mà từ cái sự mà bất ổn trong tâm đưa đến bình ổn. Thành ra cái nơi cũng rất là quan trọng. Nơi mà có bốn chỗ mà chúng ta không nên thuyết pháp, và chúng ta cũng không nên dùng bất cứ một cái lời lẽ gì để chúng ta nói. Và bốn chỗ này chúng ta chỉ là im lặng, xong rồi chúng ta, khi mà xong sự việc rồi chúng ta mới nói. Bốn chỗ đó, bốn hạng người mà chúng ta khoan hay dội thuyết pháp, khoan hay dội đem cái lý luận, cái đạo đức ra mà nói với họ, đó là hạng người nào? Hạng người thứ nhất là người sai, người sai rượu đó. Chúng ta làm sao thuyết pháp được cho người say rượu? Họ say rượu họ đâu có nghe. Cho nên là chúng ta sẽ gặp thất bại khi chúng ta mà đi đến cái chỗ người say rượu mà chúng ta nói. Cái thứ hai là đối với cái người mà đang ngủ, cái nơi mà ta đang ngủ, ta mệt mỏi, ta đến ta ngủ, mình biểu ngồi dậy hết đi, tôi thuyết pháp nè. Rồi làm sao mà họ nghe được? Phải để cho họ ngủ một giấc. Rồi cái thứ ba là người gì? Họ đang giận. Cái nhà đó người ta đang ngùng ngục, lửa cháy ùng ục ở trong tâm của mọi người trơn, biểu khoan khoan nín lại hết, đi ngồi lại hết để tôi thuyết pháp nè, làm sẽ thất bại. Cái nhà đó nó đang ồn ào, nó đang lộn xộn ở trong đó, nồi niêu son chảo nó đang bay qua bay lại, phải không? Thì mình biểu khoan khoan dừng lại hết để nghe tôi nói nè, là không thành công, không thành công. Rồi cái thứ tư là người đó đang gì? Cái nơi gì? Cái nơi người ta đang ăn, đang tiệc tùng, đang ăn, biểu ngừng ăn hết trơn đi để tôi nói, là không được. Chúng ta phải tránh bốn cái chỗ đó, tại vì bốn chỗ này sẽ không bao giờ thành công. Và pháp của Phật đâu có thể nào mà thuyết pháp mà với người nửa tỉnh nửa mê được. Với người tâm còn sân, pháp Phật đâu có, không có thể nào làm cho tâm người ta dịu xuống. Tốt nhất là chúng ta hãy chờ đợi đó. Xứ còn nhiều cái lắm, chúng ta đọc trong kinh thì chúng ta sẽ biết. Rồi cái thứ ba, khế lý có nghĩa là trên thì hợp với căn cơ, trên thì hợp với cái pháp nhiệm màu của chư Phật. Đó là gì? Là giáo lý thâm sâu đó. Khế lý đây tức là giáo lý thâm sâu đưa con người đến sự giải thoát giác ngộ.
Thế lý ở đây được định nghĩa, được ở trong cái từ điển Phật học của Tích Lan, tức là chân lý, cũng gọi là giáo lý thâm sâu, hay là tức là chân lý. Một lời nói được thốt ra trước sau như một, không sai khác, là khế lý. Tức là chân lý, phải một lời nói được thốt ra trước sau như một, không sai khác. Thí dụ, ở trong này người ta có đưa ra thí dụ đây. Thí dụ, tuy có giàu, có nghèo, có thông minh, tuy có giàu, có nghèo, có thông minh, có trì trệ, trì trệ tức là không có thông minh đó, à, trì trệ, dần dần. Nhưng tất cả đều có chung, nhưng tất cả đều có chung một quy luật, à, nhưng tất cả đều có chung một quy luật là sanh già đau chết. Đâu phải người giàu là không chết đâu, đâu phải người nghèo là chết đâu. À, đó là khế lý, tức là một cái giáo lý này là bất di bất dịch, không thay đổi, giáo lý thâm sâu. Vì giáo lý thâm sâu như vậy cho nên mới có thể đưa người, à, mới có thể là một cái giáo lý mà khi nói ra ngày hôm nay là được chấp nhận, nhưng mà ngày hôm sau người ta không chấp nhận, tại vì nó không phù hợp, thì không được gọi là chân lý, không được gọi là lý nhiệm màu, lý thâm sâu. Mà cái giáo lý này hôm nay được tuyên dương, được nói ra, ngày mai vẫn có giá trị, ngàn đời sau vẫn có giá trị, thì mới gọi là giáo lý thâm sâu, à, mới gọi là chân lý. Rồi cái yếu tố thứ tư là khế cơ. Khế cơ này là gì? Tức là phù hợp với căn cơ của người nghe, phù hợp với trình độ căn cơ của người nghe, phù hợp với trình độ căn cơ người nghe. Đối với người, người ta mới vào, người ta mới vào đạo, người ta chưa biết, thậm chí người ta chưa quy y, mình ngồi mình giảng về tứ đế, mình giảng thập nhị nhân duyên kể như là xong rồi, à, bài pháp đó nó uổng. Đối với cái người, người ta đang khổ, đối với cái người, người ta đang khổ, người ta đang muốn tìm một cái gì đó, một cái nghe một cái lời nói khuyên nào đó để thoát khổ, hoặc là để người ta giải quyết được cái khổ ngay lúc đó, à, thì mình nói là phương pháp tu tập, ý mình nói là con đường tu tập, hoặc là mình nói là diệt đế là niết bàn, mình ca ngợi ở trên niết bàn, thế giới này người ta khổ, người ta đâu có muốn lên niết bàn chi, người ta muốn là đang giải quyết cái khổ của người ta đây, mà mình thì cứ nói không không, niết bàn ở trển vui lắm, đi lên trển ở đi, à, thì như vậy sẽ không thành công. Khế cơ có nghĩa là khi nói pháp phải biết trình độ căn cơ của người đó, họ ở cái mức độ nào, à, thì mình nói, chứ không phải là mình áp dụng chung một cái giáo lý cho tất cả các căn cơ. Vì cái khế cơ này chứ không phải là một cái khế cơ nào khác, mà Phật giáo từ nhất thừa mà trở thành ngũ thừa giáo, chúng ta nhớ không? Đây là từ cái khế cơ này ra, từ cái khế cơ tức là trình phù hợp với trình độ căn cơ, mà Phật giáo từ nhất thừa giáo, tức là chỉ có một con đường thôi, không có nhiều. Thật sự là giờ thời Đức Phật chúng ta thấy trong Nikaya, Đức Phật không có nói con đường nào, nhưng mà sau đó Đức Phật còn nói cái gì? Tại sao có dự lưu, tại sao có nhất lai, có bất lai, có A-la-hán? Nhưng mà cuối cùng thì Đức Phật vẫn ca ngợi cái đời sống của người giải thoát, à, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, sau đời này không còn đời sống nào khác nữa. Đó là gì? Là Đức Phật cũng vẫn chưa có chấp nhận là dự lưu. Tại vì dự lưu là sao? Tức là nhập lai, nhập lưu đó là 7 đời còn trở lại, tức là sanh đã trên chưa tận, phạm hạnh chưa thành. Đó. Rồi cái thứ hai là Đức Phật cũng chưa có chấp nhận nhất lai đâu. Là sao? Là còn phải trở lui lại đời này một lần nữa. Thì như vậy sanh cũng chưa tận, phạm hạnh cũng chưa thành. Ừ. Đức Phật chỉ ca ngợi có một con đường, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Các việc nên làm đã làm, sau đời này không còn đời sống nào khác nữa. Tức là chỉ có một con đường đưa đến sự giác ngộ vĩnh viễn là phải đạt được tới đó. Nhưng mà người ta không có đi đến đó nổi. Tại vì cái nghiệp của người ta tạo khác nhau, chúng ta tạo những loại nghiệp khác nhau. Cho nên khi đến cuộc đời này, chúng ta có những hoàn cảnh khác nhau. Có những người vừa nghe một câu, ngay cả như Ngài Xá Lợi Phất, đâu có nghe trực tiếp Đức Phật nói đâu. Nghe qua một người đệ tử của Đức Phật nói.
mà Ngài đã đắc quả luôn. Ngài đã đắc quả. Ngài chuyển tâm ngay từ khi mà nghe một cái lời pháp của đệ tử Ngài, Đức Phật nói, chứ chưa, lúc đó chưa biết Đức Phật lại. Rồi khi mà Ngài về, Ngài nói lại với Ngài một kiền liên, là chúng ta đã tới thời rồi, chúng ta đã gặp được vị minh sư rồi. Cái Ngài một kiền liên mới hỏi là tại sao mà thầy biết đây là vị minh sư, tại sao là thầy lại khẳng định như vậy. Thì Ngài Xá Lợi Phất mới kể lại cái bài pháp của cái vị đệ tử Đức Phật. Thì ngay lúc đó Ngài Xá Lợi Phất cũng đắc quả A-la-hán luôn. Chúng ta thấy như vậy thì Đức Phật chỉ giảng có một cái... Tại sao cái này là chúng ta nghĩ chút xíu. Đức Phật chỉ có giảng một cái con đường duy nhất, nhưng mà vì trình độ căn cơ của mỗi người chúng sanh khác nhau, cho nên Đức Phật mới nói từ nhất thừa giáo, một cái mà quả vị duy nhất thôi. Quả vị duy nhất đó là gì? A-la-hán cũng là Phật, chứ chúng ta đừng có bao giờ nói A-la-hán không phải là Phật. A-la-hán là Phật, nhưng mà lại thiếu chín cái danh hiệu kia. Phật thì đủ 10 danh hiệu, nhưng mà trong 10 danh hiệu đó có một danh hiệu là A-la-hán. Như vậy A-la-hán cũng là Phật. Nhưng mà vì sao gọi là A-la-hán? Vì còn cái ba la mật chưa có tròn, cho nên chưa gọi là Phật được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, vì vị A-la-hán này học từ vị bổn sư của mình, chứ không tự tìm ra cái con đường để mà giải thoát, cho nên mới gọi là A-la-hán. A-la-hán cũng là Phật, nhưng mà không phải là tất cả A-la-hán là Phật. Phật là A-la-hán tại vì trong 10 danh hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Hiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Như vậy A-la-hán nằm ở đâu? A-la-hán nằm ở đâu trong 10 danh hiệu này? Đó là Ứng Cúng đó. Như vậy thì Đức Phật chỉ muốn tuyên dương một con đường duy nhất, là tất cả đều thành Phật hết. Nhưng mà vì căn cơ khác nhau, cho nên Đức Phật, có những lúc Đức Phật giảng, rồi có những lúc Đức Phật giảng cho người này, Đức Phật giảng cho người này, cuối cùng rồi, khi mà các vị tổ sau này, người ta tìm lại những cái bài giáo lý trong Nikaya, và người ta phân thành 5 cái trình độ khác nhau. Đó gọi là nhân thừa. Đức Phật giảng cho Phật tử nữa mà. Đức Phật giảng cho người thế gian không có quy y, hay là có quy y nhưng mà không có hướng tâm đến sự xuất gia, không có đi vào con đường đời sống của người xuất gia. Thì bây giờ sống ở đời sống của người tại gia thì Đức Phật dạy cái gì? Đức Phật dạy 5 giới thì gọi là nhân thừa đó. Đức Phật dạy cái cách để mà sống mà được an vui đời này, khi chết được an ổn, không phải lo sợ gì hết. Và khi tái sanh thì sao? Khi tái sanh còn trở lại được làm người nữa. Năm giới là khẳng định là có thể trở lại làm người. Cho nên là Đức Phật dạy, nếu mà muốn đời sống an vui, không có sợ hãi, khi chết cũng an vui không sợ hãi, và muốn sống trở lại để mà hưởng cái phước làm người, thì trên nền tảng là năm giới. Cho nên Đức Phật dạy là cái cơ thứ nhất là nhân thừa. Nhân thừa. Nhân thừa trên nền tảng là Đức Phật dạy 5 giới. Rồi cái thứ hai, khế cơ, Đức Phật dạy là thiên thừa. Thiên thừa này thì làm cái gì? Để mà lên cảnh giới chư thiên. 5 giới làm thập thiện, phải không? Rồi cái thứ ba là thanh văn thừa. Đó, thanh văn thừa. Tức là thanh văn thừa này là tu cái gì? Tu tứ đế, không, thập nhị nhân duyên là khác rồi. Thanh văn thừa này Đức Phật dạy tu tứ đế. Niết bàn của thanh văn là chúng ta thỉnh thoảng nghe là niết bàn tứ đế. À, tại vì người này tu tứ đế đắc quả thanh văn. A la hán đó, thanh văn thừa là cái con đường đi của Dự Lưu, Nhất Lai, Bất Lai và A la hán. Đó. Thì vào trong đây. Và cái đối tượng mà vị này nhắm đạt đến là đối tượng gì? Tu thì tứ đế, nhưng mà đối tượng để đắc quả là đối tượng gì? Lấy đối tượng gì? Lấy cái mục đích gì? Đối tượng gì? Niết bàn của thanh văn. Niết bàn, nhắm đến niết bàn mà. Đó, nhắm đến niết bàn. Đối tượng của thanh văn là niết bàn. Nhân quả tứ đế ha. À, tu nhân quả tứ đế. Rồi,
bây giờ còn tới đây duyên giác thừa hay là viên giác thừa. Đó, chúng ta thường có một chút xíu viên này hay là duyên, duyên hay là viên. Tu thì viên mà thành tựu là duyên. Tu là viên, viên đây là tròn đủ, tròn đủ. Xong cái pháp môn tu này, xong con đường này thì gọi là duyên. Tại vì sao? Tại vì khi mà cái người mà tu viên giác thừa thì sẽ đắc cái quả gì? Đắc cái quả gì? Đây, đọc đúng, đọc giác Phật. Đây chúng ta phân tích một chút xíu. Thấy không? À, nãy giờ có chuông chưa? Thôi học cho hết cái này đi rồi mình nghỉ ha. Khỏi lỡ cỡ. Này, bây giờ viên giác thừa. Chúng ta hơi lẫn lộn một chút xíu thôi. Nói duyên cũng được mà viên cũng được. Nhưng mà chính xác để chúng ta nghiên cứu thì là viên. Thì cái quả là độc giác Phật. Độc giác Phật. Đúng chưa? Nhưng mà thật sự cái quả này còn là cái quả của, cái quả này là của ông Bích Chi Phật đó. Thì cái quả chính là cái quả Bích Chi Phật. Bích Chi Phật có hai. Một là duyên giác Phật và độc giác Phật. Đó, từ cái ông này. Duyên đây. Duyên giác Phật và độc giác Phật. Vì sao mà như vậy thì độc giác Phật chỉ là ở trong cái ông mà Bích Chi Phật đi ra. Vì sao mà duyên giác Phật hay là độc giác Phật nằm ở trong Bích Chi Phật? Tại vì cả hai vị Phật này, một người là nghe giáo lý nhân duyên, nghe giáo lý nhân duyên từ Phật thuyết mà tu tập rồi thành tựu Phật quả, nhưng mà không chỉ lại được. Một người thì không nghe giáo lý nhân duyên từ Phật thuyết hay từ bất cứ một người nào, tự mình mài mò con đường, tự mình tìm kiếm con đường, cho nên mới gọi là độc giác Phật. Tự mình thành tựu đạo và quả giải thoát. Nhưng mà cả hai không thể nào nói lại, chia sẻ lại. Tôi hiểu đó, tôi biết đó, nhưng mà bây giờ kêu tôi nói lại để chia sẻ với các bạn, chia sẻ với các huynh đệ đồng tu, tôi nói không được. Đó, thì gọi là chung là trong nhóm Bích Chi Phật. Nhưng mà một người thì tu thập nhị nhân duyên, một người tu 12 nhân duyên, quán chiều xuôi rồi chiều ngược. Và 12 nhân duyên này là nghe từ Đức Phật hoặc là từ đệ tử Đức Phật nói, xong rồi về suy tư nghiên cứu tìm tòi. Và một người thì sanh ra vào thời không có Đức Phật, cũng không có chánh pháp tồn tại trên cuộc đời. Người này tự đi tìm, tự đi tìm tòi, tự đi tìm hiểu. Như Lai không gọi là, Đức Thích Ca không gọi là độc giác Phật. Bởi vì sao? Bởi vì Như Lai cũng tự đi tìm con đường, cũng tự thành tựu đạo quả, nhưng Như Lai nói lại được con đường. Còn vị này nói lại không được, vị này thuyết lại không được, chỉ bài lại không được, cho nên mới gọi là độc giác Phật. Còn nếu mà nói lại được, chỉ bài lại được thì gọi là Như Lai Đức Thế Tôn. Cho nên chúng ta thấy thì gọi là viên giác Phật. Thì cái quả vị là sẽ chứng đắc là Bích Chi Phật. Trong Bích Chi Phật thì có hai, là duyên giác Phật và độc giác Phật. Đó. Rồi cái thừa thứ ba, cái cơ thứ ba, căn cơ thứ ba. Cái thứ hai là chúng ta mở ngoặt ra thêm một chút xíu cái duyên giác Phật. Gạch đầu hàng, nhân quả và nhân duyên sanh, nhân quả và nhân duyên sanh là hai chân lý then chốt của viên giác thừa. Nhân quả và nhân duyên sanh là hai chân lý then chốt của viên giác thừa. Gạch đạo hàng thứ hai. Người tu theo viên giác thừa có khả năng tu tập. Người tu theo viên giác thừa có khả năng tu tập
thành Phật, phải thành Phật, nhưng không có khả năng thuyết pháp độ sanh, mới đưa vào trong cái nhóm viên giác thừa này. Nhưng không có khả năng thuyết pháp độ sanh. Đó là cái cơ thứ ba. Rồi cái cuối cùng là cái gì? Bồ Tát thừa. Bồ Tát thừa. Bồ Tát thừa. Sau này thì mình gọi là Đại thừa Phật giáo đó. Từ cái vị Bồ Tát này ra, cái tư tưởng này ra mà mình phát triển lên qua một cái nghĩa nói rõ ra, để nói rõ ra, phơi bày ra vấn đề. Tại vì cái vị Bồ Tát này tu cái hạnh mà để thành chư Phật, để thành Phật với 10 cái danh hiệu, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cho nên vì những cái lý do đó cho nên Bồ Tát thừa còn gọi là Phật thừa. Đó. Thì vị Bồ Tát thừa này, pháp tu của vị Bồ Tát thừa này có hai cách. Chúng ta nhìn, chúng ta có hai cách pháp tu. Có hai. Bôi bên này được chưa? Pháp tu thứ nhất là tu cái gì? Nhất tâm tam quán. Pháp tu của Bồ Tát thừa ha. Pháp tu có hai pháp tu: nhất tâm tam quán. Nhất tâm tam quán tức là một tâm thôi mà quán ba vấn đề. Nhất tâm tam quán thì gọi là nhất tâm tam quán. Cái pháp tu thứ hai là tu lục ba la mật, sáu ba la mật. Người theo cái hạnh Bồ Tát tu để mà đi Bồ Tát thừa đó thì tu hai cái pháp môn. Một cái pháp môn gọi là nhất tâm tam quán. Nhất tâm là chỉ có một tâm mà quán trên ba phương diện. Chúng ta hãy xem ba cái pháp quán đó là gì. Ba pháp quán đó là gì? Không phải vô thường khổ vô ngã đâu. Vô thường khổ vô ngã là của ai? Là của cái ông Thanh Văn Thừa. Thanh Văn Thừa thấy bản chất của cái vấn đề, bản chất của cuộc đời là khổ. Bản chất của cuộc đời tại sao khổ? Tại vì nó thay đổi là vô thường, và mình không có cái chủ thể nào hết, gọi là vô ngã. Cho nên cái tam pháp quán nó là nó nằm ở trong cái ông này. Nhưng mà cái ông Bồ Tát thừa này cũng có nhất tâm mà tam quán. Ba cái quán này nó lại khác. Thầy cầm máy thầy nói đi. Thầy cứ mạnh dạn đứng dậy đi thưa thầy. Mình trao đổi với nhau mà. Rồi cái thứ nhất là không quán. Thứ nhất là không quán. Cái thứ hai là giả quán. Và cái thứ ba là trung quán. Cái thứ nhất là tam quán, đây là không quán. Không quán. Cái thứ hai là giả quán. Giả đó. Quán tất cả đều là giả hợp á. Giả quán. Và cái thứ ba là trung quán. Không quán là quán như thế nào? Không quán tức là diệt trừ tất cả. Chúng ta ghi đi. Không quán là diệt trừ tất cả các phân biệt. Diệt trừ tất cả các phân biệt về các pháp. Diệt trừ tất cả các phân biệt về các pháp. Phải đem về vô phân biệt. Đó. Không quán có nghĩa là không có phân biệt. Diệt trừ tất cả những cái phân biệt của các pháp. Pháp này là cái nhà, pháp này là cái núi, cái này là cái sông, cái này là con người. Đó, mình không còn nữa. Mà đem về cái không có phân biệt. Tất cả chỉ là danh và sắc. Đó, vô phân biệt có nghĩa là tất cả chỉ là danh và sắc mà thôi. Như con người có chị A, chị B. Nhưng mà thật sự không có chị A, chị B nào. Tại vì mình phân biệt cho nên mình thấy có chị A, chị B. Vì mình thấy có chị A, chị B, mình sẽ tạo nghiệp với chị A hay là mình sẽ tạo nghiệp với chị B. Nhưng mà nếu mà mình thấy rằng là không có chị A, chị B mà chỉ có sắc và danh nó đang làm việc, thì mình không có phiền não gì hết đối với chị A hay là không phiền não đối với chị B. Khi mà bị xúc xỉm bởi chị A hay chị B, tức là tất cả đem về vô phân biệt quán. Rồi cái giả quán là sao? Giả quán có nghĩa là tất cả không có tự tánh. Tất cả không có tự tánh, nó giống như tương đương với bên Nikaya là gì? Tương đương với bên Nikaya tức là vô ngã đó. Giả quán có nghĩa là tất cả không có tự tánh.
chấm, nương theo sự phân biệt của chúng sanh làm Phật sự, nương theo sự phân biệt của chúng sanh để làm Phật sự đó, làm Phật sự phải làm công đức, nhưng không rời tánh vô phân biệt. Tại vì chúng sanh đòi là phải có phân biệt, nương theo sự phân biệt của chúng sanh để làm Phật sự, để làm công đức, nhưng rồi không có, nhưng không rời tánh á, vô phân biệt. Tại vì chúng sanh nói cái đó là cái bàn, mà tại sao thầy nói cái đó là không phải là cái bàn? Tại sao cái đó là con người rõ ràng, mà tại sao thầy nói như vậy? Thì bây giờ mình muốn hành đạo thì bắt buộc mình phải nương theo cái chấp của chúng sanh đó. Nhưng mà khi mà người ta hiểu ra được vấn đề thì lúc đó mình sẽ đưa người ta trở về cái vô phân biệt tánh. Chứ bây giờ ngay từ đầu gây lộn với nhau thì rốt cục rồi cũng không được cái gì hết trơn. Rõ ràng là nó có xúc xỉm mà. Tại sao thầy nói là cái tâm xúc xỉm? Rõ ràng là có xúc xỉm, cái người đó nói đàng hoàng, chứ đâu phải là cái tâm đó, tâm sân đâu. Mình không thể nào nói giận hờn chi cái tâm sân của người đó. Mình đâu có thể nói là người đó chỉ có danh và sắc. Rõ ràng có Nguyễn Thị A đàng hoàng đang xúc xỉm con đây. Nên bắt buộc là mình phải nương vào cái chấp của chúng sanh là có, để mình giải quyết vấn đề. Khi mà họ hiểu, để mình đưa họ trở về với cái sự hiểu biết bản chất rõ ràng của vấn đề. Thậm chí ta còn phải mất cả một đời người để ta chuyển hóa một người nữa, chứ không phải là ta chuyển hóa được liền đâu. Nhưng mà người Bồ Tát này là kiên nhẫn, kiên nhẫn vô cùng. Thì cuối cùng khi họ chuyển rồi thì chỉ cần một câu nói là họ quay đầu liền. Còn khi mà họ không chịu chuyển rồi, dù ta nói cỡ nào họ cũng không chịu quay đầu. Làm cái hạnh Bồ Tát là tại vì Phật thừa mà, cho nên rất là vất vả. Tu cho mình rồi tu cho chúng sanh nữa. Rồi cái thứ ba là trung quán, có nghĩa là gì? Trung quán có nghĩa là nhận chân được pháp giới của chư Phật, phải thấy được. Nhận chân được pháp giới của chư Phật. Đó là trung quán. Rồi bây giờ tu sáu ba la mật, một cái pháp môn khác mà của người Bồ Tát lục ba la mật đó là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Đó là như vậy. Thì tạm thời chúng ta nghỉ một chút xíu rồi chúng ta sẽ đi tiếp ra những cái phần khác. Mô Phật.